Theo nhiều chuyên gia, nếu như trước đây mục tiêu của Việt Nam là không có ca COVID-19 trong cộng đồng, thì hiện nay chúng ta đưa ra mục tiêu là sống chung an toàn với COVID-19, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới kinh tế và an sinh xã hội của người dân, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân, vừa phát triển kinh tế, trong đó việc chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân đặt lên hàng đầu. Trong nhiều tháng qua, đại dịch COVID-19 diễn biến nhanh, phức tạp, khiến các giải pháp ứng phó thay đổi liên tục. Những giải pháp tình thế dần bớt đi, thay vào đó là những phương án có tính hiệu quả bền vững. Vấn đề tiêm chủng vaccine và sự đầu tư về nhân lực, điều kiện, trang thiết bị cho đội ngũ y tế, cho y tế tuyến cơ sở được các chuyên gia trong ngành đặc biệt quan tâm. Sau 6 tháng dịch nó không còn nhiều nữa, thì chúng ta phải booster, chúng ta phải tiêm nhắc lại như thế. Phát triển vaccine trong nước để đảm bảo an ninh vaccine. Nên cần có chính sách cho người đã tiêm chủng, như là chính sách người ta vẫn nói mấy ngày nay là thẻ xanh đấy. Lưu ý phòng bệnh cho những người chưa tiêm chủng, tránh lây lan cho những nhóm người thuộc nhóm bệnh dễ bị tổn thương, người mắc bệnh nền, người già, trẻ em. Cho vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp, chính sách cho vùng đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng để phát triển kinh tế, đặc biệt phát triển hàng không du lịch. Về mặt lâu dài thì chúng ta cần phải làm sao có một cái đội ngũ nhân lực y tế nó hùng hậu trong vấn đề này. Thứ hai nữa là phải trang bị cái cơ sở vật chất cho các tuyến cơ sở. Chúng ta sở dĩ phải làm cái việc bệnh viện dã chiến rồi trung tâm hồi sức là vì cái tuyến cơ sở của ta không đáp ứng được. Đối với COVID ấy, là một cái thách thức rất lớn đối với chúng ta, nhưng là cơ hội để chúng ta nhìn lại và chúng ta trang bị cho những cái cơ sở y tế các tuyến ấy, để đảm bảo khi có dịch thì chúng ta có điều kiện để chống dịch. Và khi mà không có dịch thì người dân được hưởng cái cơ chế khám chữa bệnh ở đó với chất lượng cao. Đề xuất các chính sách kinh tế để giúp Việt Nam ứng phó và phục hồi sau dịch bệnh, các chuyên gia của Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng trong ngắn hạn, chính quyền các địa phương cần xác định các vùng xanh an toàn để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong các vùng này sớm hoạt động bình thường trở lại, tránh gây đứt gãy chuỗi cung ứng lao động hàng hóa. Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin thực thi các chính sách hỗ trợ tạm thời đối với các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng. Khi mà đầu tư cũng như là đưa ra cái chính sách ấy, thì nên cố gắng làm sao là xây dựng những cái bộ lọc, những cái tiêu chí đánh giá doanh nghiệp sao cho nó phù hợp. Và không phải là chúng ta cứ áp dụng cái gì nó cũng đồng đều cả. Chẳng hạn như vừa rồi có những cái chính sách mà mình áp dụng đồng đều, có thể là doanh nghiệp này thì được hưởng, nhưng có những doanh nghiệp mà cần được hưởng thì họ lại không được hưởng. Thì đây là những cái điểm mà chúng ta cũng cần lưu ý. Tuy nhiên tôi cũng biết rất là khó khăn, đó là vào những cái thời buổi dịch bệnh thì chắc chắn là nó nhiều hạn chế, nguồn lực hạn chế, con người hạn chế, rồi việc di chuyển cũng hạn chế, cho nên là những cái việc mà khảo sát, đánh giá là nó cũng sẽ vô cùng phức tạp. Thì có lẽ là đây là một cái bài toán rất là tốt nếu như chúng ta ứng dụng giải pháp công nghệ không thông tin và bắt buộc chúng ta phải kết nối với nhau. Ứng phó với đại dịch COVID-19 theo cách tiếp cận từ quản lý khủng hoảng toàn cầu, giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung nhấn mạnh, dịch bệnh COVID-19 tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực và xuyên quốc gia, do đó cần linh hoạt, nhất quán và khoa học trong việc đưa ra các giải pháp hiệu quả theo quan điểm tư duy toàn cầu, hành động địa phương, truyền thông cần được chú trọng. Yếu tố quan trọng nhất bây giờ theo tôi là cái nhận thức chuyên môn đầy đủ, và chắc chắn chúng ta đã có một cái kinh nghiệm, chúng ta đã có một cái thời gian nghiên cứu đủ dài, và chúng ta đã có nền tảng tri thức, chúng ta có những nhà chuyên môn có trách nhiệm, và sau đó thì chúng ta dùng cái hệ thống truyền thông chính thống của chúng ta luôn luôn chủ động trong công tác truyền thông, cung cấp thông tin đầy đủ cho người dân. Vì cái đại dịch COVID này nó là một vấn đề toàn cầu, cho nên phải tư duy, phải nhận thức về nó với tính cách là một vấn đề toàn cầu, nhưng ứng xử thì lại phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Ở Kiên Giang khác với Hải Dương, và Hải Dương thì khác với Hải Phòng, với khác với Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên từng cái lãnh đạo địa phương phải có cái năng lực đưa ra cái kịch bản ứng phó phù hợp với cái điều kiện của địa phương mình trên cái nền tảng hiểu biết và tư duy toàn cầu. Có thể thấy khi tình hình dịch COVID-19 thay đổi, giải pháp cũng phải thay đổi cho phù hợp thực tế tại mỗi địa phương, vì giải quyết dịch bệnh không chỉ là giải pháp y tế, còn nhiều giải pháp xã hội khác. Cần đánh giá thực trạng dịch bệnh tại mỗi địa phương, năng lực hệ thống y tế, độ bao phủ vaccine, phân ra nhóm nguy cơ để áp dụng các biện pháp chống dịch cũng như phát triển kinh tế cho phù hợp. Đặc biệt cần thống nhất và đa dạng trong giải pháp ứng phó để sống chung với dịch COVID-19.